Thưa quý vị, Nguyễn Nam xin trân trọng chào quý vị. Ngày hôm nay quý vị có được khỏe không? Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng ta. Nguyễn Nam hôm nay gửi đến quý vị một đề tài duy nhất mà thôi. Vì đề tài này tương đối quan trọng trong ngày. Và đó là một sự kiện khá đặc biệt. Đó là cuộc gây quỹ của ông Tổng thống Biden để kiếm tiền chạy đua tranh cử với ông Donald Trump. Cuộc gây quỹ này có kết quả cực kỳ chấn động, thưa quý vị. Nó chấn động như thế nào? Chúng tôi mời ông Hoàng cùng nghe chúng tôi. Thì có thể nói rằng cái chuyện gây quỹ là chuyện thường ngày. Các ứng cử viên có khi một tuần, hai tuần họ gây quỹ một lần, họ gây quỹ liên tục cho nên không có gì đáng nói cả. Nhưng tại sao ta dành một chương trình ngày hôm nay để nói về cuộc gây quỹ? Bởi vì nếu quý vị đọc báo Hoa Kỳ, quý vị thấy như từ tờ Politico viết cái gì? Tờ Politico viết rằng cái cuộc gây quỹ của ông Biden ngày hôm nay tại thành phố New York được xem đủ là quả bom tiền đã nổ ra. Tại sao gọi là quả bom tiền nổ ra? Tại vì chúng ta biết rằng có khoảng ông thu được về khoảng tới khoảng 25 triệu Mỹ kim trong lịch sử gây quỹ. Trong trí nhớ của tôi sống tại Mỹ gần 40 năm, có lẽ đây là cuộc gây quỹ nhiều tiền nhất mà chúng tôi từng được biết. 25 triệu Mỹ kim, con số không nhỏ thưa quý vị. Với số người tham dự là khoảng vài ngàn người. Số tiền mua vé loại cá kèo 225 đồng đô la cho một cái vé. Và donation có thể lên 100 ngàn, lên tới 250 ngàn và lên đến 500 ngàn. Và tổng số donation, tổng số tiền mua vé, tổng số này nọ, chụp hình lưu niệm chung vân vân, thì ông Biden thu được 25 triệu Mỹ kim. Wow, một số kinh hoàng quá. 25 triệu Mỹ kim không phải nhỏ, thưa quý vị, không phải nhỏ. Và cũng trên cái tờ Politico, họ cho rằng chưa có một cái quỹ nào có hiện tượng gọi là star-studded fundraiser, một cuộc gây quỹ mà đầy người tràn ngập những cái người ngôi sao tham dự, từ ngôi sao chính trị là ba vị tổng thống của Hoa Kỳ, từ đương kim tổng thống, cựu tổng thống của nước Mỹ, ông Barack Obama, ông Bill Clinton và ông Joe Biden có mặt tham dự. Như vậy cuộc gây quỹ toàn các ngôi sao, đó là những ngôi sao chưa kể là về chính trị, ngôi sao tài chính, doanh thương, thì có ông tỷ phú của giàu nhất của Las Vegas cũng có mặt. Rồi ngôi sao văn nghệ cũng có rất nhiều, hàng chục ca sĩ, nghệ sĩ lừng danh của ngôi sao văn nghệ cũng có mặt tham dự, khiến cho cái buổi này trở thành một hiện tượng rất là đặc biệt trong lịch sử gây quỹ tại nước Mỹ. Bài tường trình mà chúng tôi dựa vào hai bài viết của tờ The Guardian để gửi đến cho quý vị. Tờ The Guardian không phải là báo của Mỹ, đó là tờ báo của Anh. Cho nên cái nhìn của báo chí Anh về nước Mỹ có lẽ không thiên lệch, không bên bên nào, không bên ông Trump, không bên ông Biden, không chống ông Biden, cũng không chống ông Trump. Do vậy, chúng ta dựa một tờ báo Anh Quốc, tờ The Guardian, để nói lại cái câu chuyện này cho quý vị nghe. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Đó là cái chuyện chúng ta mở đầu bằng buổi tiệc như vậy. Ông Biden đã đi bằng chiếc Air Force One đến dự, và từ cái chuyến đi như vậy đáp xuống phi trường như thế của John F. Kennedy, phi trường quốc tế của thành phố New York, John F. Kennedy, và từ đó được xe đón rước về hội trường như thế nào, câu tại hội trường diễn ra ra sao và kết thúc ra sao, trong cuộc phản đối biểu tình như thế nào, trong trong số khách tham dự không phải tất cả những người đến để ủng hộ ông Biden, mà có những người đến được phản đối, chống đối, để biểu tình chống Biden, thì chuyện như thế nào, mọi người cùng nghe chúng tôi. Sở dĩ chúng ta mở đầu câu chuyện đó thì quý vị ngay từ lúc mở đầu quý vị thấy có sự, đó cái là cái sự tương phản giữa cái chuyện tài chính tiền bạc gây quỹ của ông Biden và của ông Donald Trump. Tôi biết rằng có một vài ba bốn năm ứng cử viên ra cùng tranh chức tổng thống Mỹ ở nhiều đảng nhỏ khác nhau, và tự dưng có hai đảng lớn và chú ý đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ ra ngoài thì có coi như đến giờ này, mặc dù còn cái trục
tiểu bang chưa được bỏ phiếu vòng sơ bộ. Nhưng mà trong cuộc đua của Gặp Cộng Hòa chỉ còn lại Donald Trump, thì ta xem như Donald Trump là đại diện Đảng Cộng Hòa. Và trong phía ông Biden cũng vậy. Cho nên có khoảng 4 năm ứng cử viên ra tranh cử. Nhưng mà chưa có hiện tượng nào lớn như hiện tượng này. Trong cái tuần vừa rồi, chúng tôi có nói đến chuyện quyền một đảng độc lập của ông Kennedy, Robert Kennedy, ông gây quỹ tại Oakland khi tuyên bố của ứng cử viên khóa tổng thống của ông ta là người Mỹ gốc Hoa. Thì ông ta gây quỹ cũng không nhiều lắm. Và người donation của ông ta là bà ứng cử viên khóa tổng thống của ông ta là khoảng 4 triệu Mỹ kim cho cái tiền và quảng cáo cho cái trận football, trận Super Bowl chung kết bóng football vừa trong mấy tháng vừa qua với cái giá là 4 triệu Mỹ kim. Còn trong cái buổi một buổi gây quỹ của ông Biden lần này lên tới 25 triệu Mỹ kim. Quý vị thấy con số kinh hoàng không? Tại sao như vậy, được nhiều như vậy? Chúng ta thấy cái sự ở đây có sự tương phản của tiền bạc của ông Biden và ông Trump, sự tương phản rất lớn. Nếu ông Trump khá vất vả để gây quỹ, để kiếm tiền và không có tài nhà tài trợ lớn, thì phía ông Biden được những nhà tài trợ cho tiền rất nhiều. Cho nên một người đã viết so sánh như thế này: phía ông đảng Dân Chủ thì có nhiều ông tỷ phú bỏ tiền để cho ông Biden. Còn phía ông Trump là giai cấp người nông dân nổi dậy, giai cấp người lao động, người nghèo, người bình dân. Cho nên ông Trump bị vất vả thu những đồng tiền rất là nhỏ, một vài chục, một vài chục, một vài chục, một vài trăm, thì khó có thể được có được nhiều tiền như ông Biden. Trong lúc ông Biden thu tiền từ phía đại gia, các công ty điện toán, các công ty kỹ thuật, các nhà tỷ phú, các khu vực sòng bài lớn vân vân, cái số tiền rất là lớn. Đó là cách giải thích. Thì thưa quý vị, cái số tiền mà ông Biden đã gây quỹ được 25 triệu trong ngày hôm nay, trong ngày hôm qua, thì nó được xem như thế nào? Nó năm nhiều hơn 5 triệu so với số tiền, tổng số tiền mà ông Trump gây quỹ được cho nguyên tháng 2 vừa qua. Một cú gây quỹ của ông ta không được 25 triệu, trong khi cả tháng 2 vừa qua thì ông Trump chỉ có gây quỹ được 20 triệu. Như vậy, một lần gây quỹ của ông Biden còn hơn số tiền kiếm được gây quỹ qua gây quỹ của ông Trump trong một tháng trời, kiếm nhiều hơn tới 5 triệu. Quỳ thấy dễ sợ không? Và số tiền của ông 25 triệu mà ông Biden kiếm được trong buổi gây quỹ ngày hôm qua thứ năm tại New York, nó gấp đôi, gần gấp đôi số tiền kiếm được trong toàn tháng 2, trong toàn tháng Giêng vừa qua của ông Trump. Như vậy nó gấp đôi số tiền, mà gần gấp đôi số tiền mà ông Trump gây quỹ được trong một cả một tháng Giêng. Và hơn cả cái số tiền mà ông Trump gây quỹ được cho tháng 12 năm 2023 và tháng 1 2024 gộp lại, ông Biden gộp lại, ông Trump gộp lại số tiền gây quỹ trong 2 tháng, tháng 12 2023 và tháng Giêng 2024, thì cũng không bằng số tiền mà ông Biden gây quỹ ngày hôm nay. Nó chinh khủng như vậy. Hơn gấp đôi số tiền ông Biden gây quỹ ngày hôm nay, hơn gấp đôi tổng số tiền quỹ mà Trung ương Đảng Hòa có được. Như vậy chúng ta thấy là cái nhà băng của Trung ương Đảng Hòa không tới 15 triệu, thì còn trên dưới 10 triệu một chút xíu, thì số tiền ông Biden gây quỹ là 25 triệu ngày một ngày hôm nay, kinh khủng lắm. Và số tiền ông Biden gây quỹ được ngày hôm nay còn nhiều hơn tổng số tiền mà Trung ương Đảng Hòa gây quỹ trong suốt cả năm. Kinh khủng. Và số tiền ông Biden gây quỹ ngày hôm nay gần bằng 60% tổng số tiền mà quỹ tranh cử của ông Trump còn
còn có hiện nay. Như vậy đó là một số tiền mà rất là lớn. Từ đó báo chí đi đến kết luận, ký giả của tờ và báo của Anh mà chúng ta nói ở trên đi đến kết luận, tờ The Guardian đi đến kết luận gì? Của ông thì giàu có, tiền bạc dồi dào, phong phú. Và một bên đó, thì đó là bên ông Biden, của bên Trump là gì? Là túng thiếu, broke down. Nó kêu Donald Trump thì viết tắt cái chữ tên ông Donald, là kêu Don, broke down là ông Trump túng thiếu. Một tỷ phú mà được xem là túng thiếu tiền bầu cử và được sự ủng hộ không nhiều bằng ông Biden như chúng ta đã nói. Trong bên là sự giàu có, phong phú, thừa thãi. Một bên là túng thiếu, nghèo nàn. Đó là tương phản rất là kinh hoàng về cuộc gây quỹ ngày hôm nay mà chúng ta đã thường từng biết. Vào ngày hôm qua, thứ năm, một cố vấn ban vận động tranh cử của ông Trump đã nói như sau: không thể nào mà ông Trump có thể so sánh với ông Biden về mặt tổng số tiền gây quỹ. Và ông ta đổ thừa cho những người tỷ phú giàu có của đảng Dân Chủ đã ủng hộ ông Biden, tạo ra sự chênh lệch quá lớn giữa ông Biden và ông Trump. Và ông cho rằng ông Trump trong đó thì đại diện cho một cơ sở rất là đông cử tri, nó gọi là nền tảng của cử tri nước Mỹ, số đông cử tri nước Mỹ, nó là grassroots của nước Mỹ, đó là gì? Đó là tầng lớp lao động và tầng lớp nghèo túng, tầng lớp bình dân. Thì chúng ta không biết cái đó ông dựa vào đâu, nhưng mà cái đó là nhận xét của một cái người trong ban vận động tranh cử, cố vấn ban vận động tranh cử của ông Trump nói như vậy. Và cái tiền tiền bạc đó, nó nhiều thì người ông bà mình nói và vai mang túi bạc kè kè, tôi quấy nó nói quá nó nghe rầm rầm, tiền bạc sẽ toạc tờ giấy. Đó là câu mình tiếng Việt hay nói, thì tiếng Mỹ nó có một câu cũng vui lắm: The power of money, sự sức mạnh của tiền tiền bạc. Người có tiền có những thế lực mạnh hơn. Ví dụ với số tiền khổng lồ như vậy, sau cái cuộc mà sau bị băng thông điệp liên bang, thì ông Trump và ông Biden đã bay về 6 tiểu bang, cái miền mà chiến địa, đi thăm cái tiểu bang chiến địa. Tiểu bang đó là nơi ông Biden đang gặp khó khăn mà ông Trump đang lên trên đài chiến thắng, để đảo ngược lại cái hướng đi. Quảng cáo nhiều hơn TV, quảng cáo trên TV nhiều hơn, quảng cáo trên báo nhiều hơn, quảng cáo trên Internet nhiều hơn. Và nó ảnh hưởng đến cái kết quả sự chạy đua giữa ông Biden và ông Trump. Nếu tháng trước, tháng 2, ông Trump thắng ông Biden của 6 điểm, 6%, thì thăm dò của tháng này, như chúng tôi đã nói trong một vài bài trước, thì thăm dò của tháng này chỉ mới một vài ngày vừa qua thôi, thì ông Biden đã thu ngắn sự cách biệt, thay vì thua ông Trump 6% như tháng trước, ông còn thua cả 2%. Mà 2% thì nằm ở ở vì nằm ở trong cái vòng mà sai sót, trong phạm vi sai sót. Có nghĩa về technically đó, về mặt phương diện kỹ thuật đó, thì hai ông đang hòa trận hiện nay, gần như là hòa hiện nay, không ai hơn ai. Và vì hai ông hòa như hiện nay đó, thì có nghĩa những ngày tới cái con số còn có thể thay đổi. Trong khi ông Biden đang trên đà đi lên thì ông Trump đang trên đà đi xuống. Vậy lúc nào hai bên bắt nhau ở con số zero và đổi chiều, hiện tượng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Thì cái tác dụng của cái tiền bạc là 25 triệu nó mang ý nghĩa rất là lớn, bởi nó sẽ đổi thành, nó sẽ tạo cơ bắp sức mạnh cho Biden để có thể tiếp tục vận động. Ông thuê lên 360 cổ động viên để đi trên các tiểu bang chiến địa, để nếu 6 tiểu bang chiến địa thì ông thuê 360 người, thì một tiểu bang trung bình là 660 người, và suốt ngày suốt đêm ăn lương để đi vận động, vừa vận động chuyên nghiệp, vận động để mà kéo phiếu về cho ông Biden. Như vậy chúng ta thấy rằng cái đồng tiền đó, nó tạo nên sự khác biệt. Đồng tiền nó tạo nên sự khác biệt. Chúng ta sẽ chờ xem
thời gian tới nó sẽ như thế nào. Và chúng ta thấy nếu bên Cộng hòa thì hiện nay còn hai vị tổng thống và phó tổng thống còn sống, đó là ông Bush con, cựu tổng thống, và ông Mike Pence, cựu phó tổng thống, còn sống còn có mặt. Nhưng cả hai ông đó lại không ủng hộ cho ông Trump, không ủng hộ ứng cử viên tổng thống nào Cộng hòa. Trong khi Cộng hòa không cho thấy cái sự đoàn kết giữa các vị cựu tổng thống, cựu phó tổng thống đối với ứng cử viên tổng thống hiện nay. Cả hai ông Bush con và ông Mike Pence không có một chút bày tỏ sự ủng hộ và nói xấu chống đối ứng cử viên là ông Donald Trump. Thì trong lúc đó mình trái ngược, ngoài chúng ta nói chuyện ngược, trái ngược ở trên giữa Cộng hòa và Dân chủ, giữa ông Trump và ông Biden, tôi thấy cái phần trái ngược tài chính và bên thiên đàng bên địa ngục, thì bây giờ có một sự trái ngược về tình cảm. Phe Cộng hòa không đoàn kết, tan nát. Phe Dân chủ nó làm cho nổi bật cái việc tham dự của ba ông tổng thống và cựu tổng thống của đảng Dân chủ đi chung với nhau trong suốt 30 năm vừa qua. Cái dấu ấn Dân chủ được xem là dấu ấn rất mạnh, với 8 năm làm tổng thống của ông Bill Clinton. Sau khi ông Bill Clinton đã đổi ngược cái dòng kinh tế của Hoa Kỳ từ một quốc gia nợ nần như chúa trộm sang quốc gia bắt đầu có số dư và thu ngắn cái sự thâm thâm thụ ngân sách, thì tiếp nối bằng nhiệm kỳ của Barack Obama đầy sáng chói. Và Barack Obama đã đẩy cái nền kinh tế và quỹ của nước Mỹ thặng dư, gần như lấp gần hết cái khoảng trống nợ của Hoa Kỳ. Thì cho thấy rằng, và bây giờ Biden lên để tiếp tục đi con đường như vậy. Cái chính sách ba ông hỗ tương nhau, gần gũi nhau, và mỗi khi mà ông Biden gặp khó khăn thì mời Barack Obama về ăn cơm chung với nhau trong tòa Bạch Ốc, bàn bạc với nhau về chính sách, về cách để mà vượt qua khó khăn. Mời cái điện thoại với ông Clinton để bàn về đối sách. Cho nên họ ba nhưng mà họ một, họ là một. Còn trong khi ở Cộng hòa một thành ba, một bên chia rẽ tan nát, một bên là đoàn kết hỗ trợ. Nước Mỹ đang đứng trước tình trạng chúng ta phải chọn ai giữa người tổng thống, trong người tổng thống trong nhiệm kỳ tới, chọn Trump hay chọn Biden. Thưa quý vị, chúng ta muốn chọn ai thì quý vị phải nghiên cứu thật kỹ, chọn bằng trái tim của mình, chọn bằng trí óc của mình, chọn trí não của mình, chứ không phải quăng đồng tiền lên để con kiến nó bò ở đâu mình chấm ở đó. Thì chúng ta cần tìm hiểu của các vị ứng cử viên tổng thống để nhìn thấy rõ hơn. Thì ông Omar trong hành động thân thiện là trên cái lúc mà từ Hoa này đúng nó bay về New York, thì ông Omar đi đi máy bay kế, máy bay Air Force One với ông Biden. Khi đến phi trường John F. Kennedy đó, phi trường New York đó, phi trường New York của John F. Kennedy, thì máy bay hạ cánh xuống. Và ông Biden và ông Obama cùng nhau lên chiếc motorcade của hãng, một cái toán đưa đón, về xe đưa đón từ phi trường trở về cái một cái địa điểm, đó là Radio City Music Hall, một hội trường đó, mang tên là Radio City Hall. Thì tới đó đó thì trước cái cổng đã ngột những cái biểu ngữ và những cái cảnh tượng trang trí để chào mừng, và có một dòng biểu ngữ mà Nam ghi nhận được như thế này, là trên ghi nhận qua báo chí: "An evening with Joe Biden, Barack Obama and Jill Clinton." Một buổi chiều với Joe Biden, với Barack Obama và với Bill Clinton. Và ba ông đã đi qua trong một hoàn cảnh mà an ninh rất là nghiêm 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 khắc.
sở cảnh sát thành phố New York cử những viên chức nhân viên của mình canh giữ xung quanh cái hội trường này và canh giữ trên đường đi tới một cái nơi tình trạng trong tình trạng là an ninh dày đặc, là heavy security, là an ninh dày đặc trong cái khu vực này trong thời gian một loạt các vị tổng thống, cựu tổng thống Mỹ có mặt tại đó tham dự buổi gây quỹ của ông Biden. Không, kinh khủng đó. Chúng ta nói đến cái vấn đề nãy giờ nói tiền bạc. Bây giờ ta bước sang một lĩnh vực khác là bàn về sự có mặt của các ngôi sao, và vì nó gọi là star-studded fundraiser, một cái buổi gây quỹ tràn ngập các ngôi sao. Và họ là ai? Trong số khoảng 5.000 người ủng hộ viên có mặt bên trong và bên ngoài hội trường với cái vé cá kèo từ 225 đồng cho đến donation lên nửa triệu Mỹ kim, lên tới 100.000, 250.000 và 500.000. Tuy nhiên số người tham dự vẫn rất là đông, là 5.000 người đã có mặt tham dự. Người ta tưởng rằng cái con số tham hội trường chỉ có thể sức chứa được 1.000 người, và đến 50.000 người thì biết quy biết, cũng biết 4.000 người đứng ở đâu rồi và tràn ngập hội trường đó ở bên trong và bên ngoài. Và song song màu đỏ thì ngoài sự hấp dẫn của ba vị đương kim tổng thống và cựu tổng thống, nó còn sự hấp dẫn của các nhà nghệ sĩ nữa, như Lizzo trong cái tác phẩm được nổi bật hiện nay được gọi là hit của thị trường, nó gọi ăn khách của thị trường, About Them, thì About Them Time sẽ trình diễn, đã trình diễn trong ngày hôm nay. Và một nhân vật dẫn chương trình MC nổi tiếng là Mindy Kaling. Thì Mindy Kaling có một câu đùa rất là dễ thương. Cô giới thiệu mọi người một cách rất là contrast, đối chiếu và có vẻ khôi hài. Bà con lại đến đông quá để ủng hộ một người mà người đó để chuẩn bị tăng thuế cho quý vị. Thì bà, cái cô MC nói một câu mà được ghi nhận là vừa duyên dáng, vừa contrast, vừa chế giễu, vừa đầy nụ cười. Chúng ta đến rất đông để ủng hộ một người mà người đó vừa tuyên bố là sẽ tăng thuế cho quý vị. Bỏ tiền ra, đóng tiền thuế, vẫn vui lòng đến dự buổi tranh cử của người mà sẽ sắp sửa đánh thuế mình cao hơn. Thì đó là người MC cũng rất là duyên dáng nổi tiếng. Rồi ông MC là một người đã từng là gì? Từng là một cái người dẫn một chương trình truyền hình lớn của Mỹ. Không phải chứ không phải Tây vừa. Và ngoài ra đó, cũng có nhiều nhân vật khác mà cháu nữa ta sẽ kể thêm. Và đỉnh cao của chương trình đó là nằm ở đâu? Ta kêu là centerpiece, là cao điểm của chương trình, trung tâm điểm chương trình nằm ở đâu khi mà buổi gây quỹ bắt đầu, và vì bà họ cho rất là nhiều tiền. Thì trung tâm điểm nằm ở đâu? Nằm như cuộc đối thoại giữa ba vị tổng thống và những người donate, những người donor, người tài trợ qua cái phần điều phối của một nhà ký giả duyên dáng, chuyên làm talk show của các cái chương trình late night, nửa đêm, câu chuyện nửa đêm, đó là ký giả Stephen Colbert. Ký giả Stephen Colbert đó là người host chương trình rất duyên dáng trên cái chương trình truyền hình nửa đêm, và người host cái chương trình trong cái buổi dạ tiệc ngày hôm nay ở tại New York là cuộc đối thoại, cuộc trò chuyện giữa ba cái người mà tổng thống, ba đương kim và cựu tổng thống của Hoa Kỳ với những nhà tài trợ. Ví dụ lên đặt hỏi, chat tới, chat luôn, nói chuyện qua lại, hơi sốt cho nó vui vân vân. Với sự duyên dáng của Stephen Colbert, điều cho thấy rằng là một buổi sự hấp dẫn của cái buổi dạ tiệc ngày hôm nay không phải đến từ cái giới chính trị gia, và đến không phải đến từ giới tỷ phú, giới giàu có, mà cũng đến bởi giới bình dân và những ngôi sao văn nghệ. Ngoài những nhân vật tôi vừa kể trên thì trong giới ca sĩ còn có những nhân vật khác cũng nổi tiếng
celebrities nổi tiếng như là Queen Latifah, Ben Platt, Cynthia Erivo và Lea Michele. Thì thú vị như vậy, toàn những ngôi sao không? Toàn những ngôi sao, những tên tuổi lớn của nước Mỹ không? Nhưng mà bên cạnh những cái điều mà được ca ngợi như vậy, được nổi bật như vậy, thì cũng có những người Hồi giáo có mặt trong chương trình ngày hôm nay, dù họ mua với giá vé nào không biết mà có mặt trong chương trình. Thì hôm nay họ lên tiếng để chống đối ông Biden, những lúc họ cắt ngang cái bài nói chuyện của các ngôi sao để họ lò họ hét phản đối, trong đó họ phản đối cái thái độ chính trị bênh vực của ông Biden đối với chính quyền Do Thái, trong việc mà chính quyền Do Thái hạ sát, tấn công và đàn áp người Hồi giáo tại cái vùng Gaza. Cho nên họ đến để nói tiếng nói của người Hồi giáo tại vùng Gaza, để bày tỏ sự phản đối với các vị tổng thống Hoa Kỳ, chính sách Hoa Kỳ. Thì họ lan khẩu hiệu như thế này, một ký giả nghe được, trong ký giả của đài Reuters, họ nghe được câu nói như thế này: Shame on you, Joe Biden. Shame on you, Joe Biden. Chúng tôi mạn phép không dịch dịch chữ này ra, bởi vì nó có vẻ thóa mạ Biden chút xíu. Mà chúng ta biết rằng đó là câu chữ Biden. Và trong khi mà những vị khán giả Hồi giáo bênh vực cho người Hồi giáo tại khu vực Gaza ở Do Thái, thì ông Omar giải thích dùm, biện hộ dùm cho chính sách đó của ông Biden. Thì chúng ta biết rằng ông Biden từng là 8 năm làm phó tổng thống cho ông Barack Obama. Và hai người tuy tuổi tác rất là xa nhau mà họ rất gắn bó nhau. Ông Obama là đứng ra bên vực trong Biden. Ông nói cái gì? Ông nói ông Biden có một cái sự sáng suốt về đạo đức, như là moral clarity về vấn đề Israel và người Hồi giáo tại khu Gaza. Và hơn thế nữa, không những có chỉ có cái moral clarity, có sự sáng suốt về mặt phương diện đạo đức, trong sáng mặt đạo đức, mà ông Biden còn nghĩ có gì nữa, còn đang muốn lắng nghe tất cả các bên, từ bên người Hồi giáo, từ bên người Do Thái giáo, từ bên người dân Do Thái, từ bên các chính quyền của các nước Hồi giáo xung quanh, để Hoa Kỳ có thể đưa ra một chính sách đúng đắn về tình hình Trung Đông. Và ông Biden cố gắng tìm một cái common ground, một cái nền tảng chung mà có thể sống chung một hòa bình được. Thì đó là ông Barack Obama để bên vực trong Biden rất là dữ dằn. Và khi mà ông Obama đang bên vực cho ông Biden đó, thì ở trong hội trường có một người Hồi giáo, một người nhà phản kháng đứng dậy và la lớn để mà cản trở cái bài nói chuyện của ông Barack Obama. Thì ông Barack Obama điềm tĩnh sau đó, ông Barack Obama điềm tĩnh sau đó đã nói không trở lại. Ông nói là quý vị không có chỉ nói không mà thôi, mà quý vị không nghe, quý vị phải nghe chứ, quý vị tại sao quý vị không nghe. Thì ông Barack Obama đã phản công trở lại. Thì đó là câu chuyện mà chúng ta xem rằng là câu chuyện được nói là quan trọng lớn ngày hôm nay. Thì một tỷ phú của trung tâm điện ảnh Hollywood là Jeffrey Katzenberg. Thì Jeffrey Katzenberg nói cái gì? Họ nói là ông ta là một cái người đồng chủ tịch của Ủy ban vận động tranh cử của ông Biden.
cho rằng đó là một show mà trình diễn một sức mạnh, lòng nhiệt tình của sức mạnh và sự ủng hộ nồng nàn đối với Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Thì vì thấy qua cái cuộc họp gây quỹ này mà Nguyễn Nam dành một chương trình hôm nay chỉ nói vấn đề này thôi. Ông ta thấy rằng có một sự tác giả bài viết này không những tường trình cái buổi gây quỹ không, và tác giả bài viết này của tờ báo từ Anh Quốc, từ Guardian, thì đã cho thấy một điều gì, và cho thấy một điều rất quan trọng là vậy thì sự khác biệt bản chất của ông Biden và ông Trump là cái gì. Bản chất từ sự khác biệt của ông Biden và ông Trump là cái gì, và tại sao mà ông Biden thành công trong việc gây quỹ như vậy, số người tham dự đông như vậy, số tiền thu được nhiều như vậy, và cái ông ta build up một cái liên minh rất là thường, liên minh không phải liên minh ma ma quỷ mà một liên minh thần thánh, có liên minh của các vì sao, các cựu tổng thống đang làm nước Mỹ. Quý vị mua một ông tổng thống Biden, you buy Biden you get Obama và Clinton, chỉ bỏ phiếu cho ông Biden quý vị có được ba vị tổng thống làm việc cho quý vị đó, Obama, Clinton và ông Biden. Quý vị bầu cho ông Trump thì chỉ cho có một ông tổng thống thôi, và trong trường hợp nào đó quý vị biết ông Trump là như thế nào rồi. Do vậy tôi thấy một bài viết này là kinh hồn, tuy một bài viết nó rất là ngắn nhưng khả năng mà tấn công, khả năng chứng minh của cái tác giả báo The Guardian này của Anh Quốc này, nó cái bài viết rất là powerful, rất là mạnh, rất convincing, rất thuyết phục, và tôi cho rằng rất là táo bạo, nó vượt trên cái còn cái bình thường ở chỗ này là nhà báo thì thường thường họ ghi nhận công bình giữa các bên để gặp trung bình thôi, nhưng mà trong cái bài bình luận này của tờ Guardian họ kết hợp giữa thể loại bình luận và thể loại tường trình, họ đưa ra một bài báo họ cho chúng ta thấy được chúng ta nên chọn ai, nước Mỹ nên chọn ai, nước Mỹ đứng ở bên nào. Thì chúng tôi cho rằng đó là một bài viết mà nó nêu quan điểm một cách rõ ràng chứ không phải là che giấu, nó cho thấy ráo vào và để chi, để hướng dẫn dư luận. Báo chí ngoài nhiệm vụ thông tin đó, còn nhiệm vụ là hướng dẫn dư luận làm cái gì tốt đẹp cho quê hương, cho đất nước, cho chính trị, cho cộng đồng, cho xã hội, ai là người có công, ai là người nên được ca ngợi, chúng ta không nên đặt niềm tin vào ai và nên đặt niềm tin vào ai. Thì tờ The Guardian này trong cái bài bình luận hôm nay, bài tin tức bình luận thì kết hợp với nhau, nó vừa đưa tin mà nó vừa bình luận, khiến tôi cảm thấy có một sự thú vị khi đọc bài này, bài để chuyển bài viết này đến gửi cho quý vị. Còn một số bài viết khác cũng của The Guardian, một loạt bài của tạp chí này tôi đã tổng kết vô chung một bài một, thì chúng tôi xin gửi đến quý vị trong chương trình sáng thứ sáu trước khi bước vào, quý vị bước vào ngày mai thứ bảy nghỉ ngơi 2 ngày cuối tuần, thì chúng ta có một cái niềm vui sướng và lạc quan khi thế giới vẫn còn có nhiều trường hợp đẹp đẽ chứ không phải cái gì xấu xấu. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi trong chương trình chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng thứ bảy. Xin kính chào quý vị.